5 từ để diễn tả. FPT: đầm, mạnh mẽ, năng lượng, xèo. Nhưng vẫn vâng. Những điều mà mình mong muốn khi nhóm tham gia Street Woman Fighter đó chính là bọn mình bộc lộ được hết khả năng của mình trong chương trình. Slogan của nhóm là gì? Cái gì nhỉ? Không, đấy có phải là slogan đâu. Slogan là một cái câu kiểu ấy chứ. Câu kia là khẩu lệnh. A few minutes later. Sút lá. Flex một vài điều về nhóm mình thì nhóm mình tự tin là cái nhóm được nhiều nghệ sĩ chú ý. Wow. Nhiều nhất trong chương trình. Đúng không? Đúng rồi. Ba điều để bọn mình cảm thấy là sẽ respect một người đó chính là đam mê, có trách nhiệm và khiêm tốn. Là vô trách nhiệm, tự cao. Để bọn mình không respect đó chính là sự vô trách nhiệm là điều đầu tiên. Thứ hai là quá đặt cao cái nhu cầu cá nhân lên trên một tập thể. Con nghe đấy. Muốn tin tưởng chị. Buổi đi tập cũng mua nước cho uống là được rồi. riêng chắc là mình là sẽ khớ mình là... Later. Mình không có gì để nói đâu. Nguyên thuyên. Con thằng người. Mình nói trong bụng thôi, mình không thể nói ra mồm được. Một điều mà mình thật sự muốn nói với các bạn trong team là chỉ cần thật sự tin vào chính mình thôi. Hãy thật là tin vào chính mình là mình sẽ làm được. Và cái điều đấy em tự nói với em luôn. Tin vào chính mình. Trông bọn em thế thôi mà bọn em cũng khá là tự tin. Một điệu nhảy à? Anh ơi cố lên. Anh ơi nhảy gì nhỉ? Bạn. Đây để nhận hàng, căn ông cứ lung sang. Phép. Xong rồi. Nốt cái tay này đều. Sút là vào. Slogan của... Em nói đi, slogan của chúng mình. Sút là...